động của robot thùng rác rất đơn giản nha bạn. Đầu tiên nguồn mình cấp vào, chấp cho cái cục cảm biến này, cục cảm biến này, và đây là cái mắt cảm biến mình lôi ra rồi nè. Khi mình che ánh sáng cái cục này, mình che ánh sáng ngay mắt cảm biến thì nó sẽ đóng một nguồn 220, cấp cho cục adapter này. Adapter thì sẽ tạo ra 12V đến motor, và cái dimmer này là chỉnh tốc độ của motor. Mình đóng thử che thử cái mắt này, cái motor quay nè, lấy ra tắt này, đóng lại, thế là thank you.
trọng nha các bạn. Mình sẽ khoét một lỗ ngay giữa cái khay cầm của con robot này. Rồi mình nhét con mắt cảm ứng ánh sáng vô. Đó. Đó, nhét cảm ứng vô nha. Khi nào mình để độ này nó sẽ che ánh sáng lại. Là nó sẽ kích hoạt cái motor hoạt động. Được rồi. Đây, cảm biến ánh sáng đây. Cầm xuống. Rồi, cắm điện làm thử nha.